lại, không sợ anh bỏ anh đi chết nhá. Kiểu gì? Cả nhà ơi, hôm nay tại triển lãm thì chúng tôi bắt gặp rất nhiều những bóng hồng thì cũng đã đến và check in những cái hình ảnh rất là đẹp nhá. Tại triển lãm thì với những tác phẩm dưới như đang lên ngôi như bây giờ thì mọi người cũng đang quan tâm cũng như là chụp ảnh này. Đấy. Não Mai Trường, đấy, một trong những tên cũng rất là ok, và đặc biệt là số điện thoại anh em nhìn kìa. 0988226789. Đấy, san bằng tất cả nhé cả nhà ơi. Ở đây là một trong những cây dưới mà rất là đẹp đấy, mà chủ nhân cũng đã đặt cho em nó cái tên rất là hay đấy, chắc có nghĩa là ý nghĩa ở cái cây dưới này đấy. Thì hôm nay là về với triển lãm thì anh em tôi cũng đang chia sẻ kết nối lên đây, rất mong anh em nào mà về được triển lãm thì có thể là trực tiếp nhá, đấy, trực tiếp ghé thăm và cũng là giao lưu tại đây đấy. Một trong những cây dưới mà nó ăn hình này, cũng là ông đang chụp đây. Và tiếp theo bên này là một cây xanh này. Ông ơi, tiến lại cái này nhé ông Hồng ơi. Mọi người sang bên kia này. Đây cũng là những cây mà phải nói là đẹp xuất sắc. Đấy, hôm nay thì theo Trung Môn Sai thì có Đào Phủ Hồng và một số phu nhân cũng đi cùng. Đây. Một trong những siêu phẩm tại khu vực này là tác phẩm Nghênh Phong Thường Nguyệt. Đấy, mình cứ gọi siêu phẩm ra, nhưng mà đây là đúng một đánh giá ở cái tác phẩm này thì anh em biết là cũng chủ nhân cũng đã đặt cho cái tên rất là mỹ miều. Cây xanh ôm đá dáng chiếc hoành. Đấy. Dòng xanh Nam Điền nhá cả nhà. Bệ bãi cũng như thân cốt rất là đẹp, hài hòa. Đấy, các bác đến chơi thì có thể là liên hệ với trực tiếp với chủ nhân để đến nhà vườn nhá. Tác phẩm này thì chủ nhân thì nhà vườn Tùng Túy này, số điện thoại là 0947506456. Đấy, những số điện thoại phải nói rất đẹp, cây đã đẹp chứ còn số điện thoại còn đẹp. Đấy, có nhiều cây mà anh em tôi cũng đã chia sẻ kết nối lên đây rồi, mọi người có thể là cùng tham quan chiêm ngưỡng xem là cái phương pháp này của một cây xanh dáng chiếc hoành như này, có tuổi mà lại nằm trên đá như này, có gì hay và thú vị nếu hợp với mọi người, hợp với gia chủ cũng như là mệnh của mình thì có thể là liên hệ nhá. Cây tùy duyên đấy, tùy duyên tùy ý mà lại tùy chủ nữa đấy, nên là mọi người có thể là thông qua đó mà có thể ta giao lưu được thì tuyệt vời hơn đấy. Một cái trong những kỳ triển lãm lần này mà có rất nhiều những tác phẩm đẹp xuất sắc mang về đây, đặc biệt là những người mà đã hy sinh mang những tác phẩm đến đây rồi thì cũng là những người mà phải nói là chào em nhá, đấy, người nổi tiếng. Ok ok, khu vực của anh em An Mộc Viên nhá. Chụp nhá. Đây cả nhà, nói đến An Mộc Viên thì chắc chắn là các bác cũng đã thông qua nhiều kênh YouTube của anh bác Vinh Nguyễn ngày xưa rồi. Rất là nhiều tác phẩm, nhiều phôi được. Vâng, chào tất cả các anh ạ. Vâng. Này, hôm nay thì em Định cũng đã mang một vài tác phẩm đúng không? Đặt ở đầu kia đúng không? Tác phẩm của mình. Đó là những tác phẩm cũng rất là xuất sắc và đẹp em mang đến dự triển lãm lần này. Chia sẻ với em đây là anh em đây là một người con của Hương Nga Sơn. Đấy, em sinh sống và làm việc tại thủ đô thân yêu thì cũng đã rất nhiều năm rồi phải không Tình? Thì cái bộ ba này thì em vừa rồi em lại đưa ra thủ đô đúng không? Đó cũng được mà anh em tôi cũng thiệt thòi đấy. Nhưng mà thôi thì đưa ra thủ đô thì mang tầm ánh sáng hơn tí. Ở quê hương thì nhiều người cũng không biết đến được, nhưng mà bộ ba này thì nếu mà đổ giá thì chắc chắn là em Định này thì mất từ lâu rồi. Nhưng mà em cũng là những người yêu cây. Số lượng cây trong vườn em ở quê thì có khả năng là trên dưới vài trăm cây. Thì Tình chia sẻ chứ là địa chỉ mình ở đâu nhỉ? Em thì hiện tại bây giờ vườn của em thì đang để cây tại vườn An Mộc Viên, An Mộc Viên, Hà Nội. Có thời gian thì trân trọng mời tất cả các quý vị ghé vườn cảnh An Mộc Viên chơi, tham gia giao lưu cùng anh em bọn em ở tại An Mộc Viên, Hà Nội. Cảm ơn em Tình cũng đã chia sẻ kết nối nha. Số điện thoại mình bao nhiêu nhỉ? Số điện thoại của em là 0985 642 708. Rồi, lần này thì nghe nói là em đưa đến 3 tác phẩm đúng không? Em mang đi 4 tác phẩm. 4 tác phẩm mà. Dạ. Tác phẩm đầu tiên bộ 3, Song Long Tọa Ngũ Phúc đúng không? Vâng. Chiều cao thì có 55cm thôi. 55cm, cây rất già đúng không? Dạ. Mình nói là nhờ già. Dạ. Thứ hai là nguyên bản. Nguyên mình bản. Thích cái là cây giữa này nguyên bản này. Mọi người cũng đã đến chiêm ngưỡng. Buổi sáng nay thì một số anh em cũng đã thảo luận qua bộ này. Cũng hỏi là không biết chủ nhân là trẻ hay là già. Nhưng mà đây phải nói chủ nhân là rất là trẻ và phong độ nhá. Tác phẩm thứ hai đây này. Mọi người chiêm ngưỡng tí.
Đó, thì mình sẽ xin lia để anh em cũng như là mọi người có cái nhìn rõ nét hơn về bộ ba này nhé. Cây được cái là đầm lùn đúng không? Thứ hai là mình thích cái là cái khẩu độ đúng không? Cái khẩu độ của bộ mình thì cũng hiểu sâu về cây cổ lắm, nhưng mà với cái khẩu độ thấy mọi người nói là bộ ba này thì cũng nguyên để đánh giá là rất đều. Dạ, đấy, từ tay 1 đến tay 2, dạ. Tay 3, tay 4, đặc biệt là quả phúc thì nó lại rất là khẩu mía đúng không? Có một đoạn thôi nhưng mà nên khẩu độ nó đều. Dạ. Thì mọi người cũng chiêm ngưỡng và cho ý kiến xem là cái bộ ba của em Tịnh này nếu mà em đổ giá thì có mất cây không nhá. Nắng quá, thời hôm nay chúng tôi cũng đã đến và chia sẻ buổi sáng nay, biết là thời tiết hôm nay hạt chúng thủ đô nó quá nóng đấy. Tính như bộ ba này thì em đã có dự định giao lưu chưa hay là mình vẫn đang là cho đi tham khảo thôi hay là hiện tại thì em vẫn đang để chơi anh em, thì cũng có một số anh em vừa rồi đến chơi và cũng có đưa ý định, ra những cái ý kiến nhưng mà còn nó cũng chưa khớp được. Đúng rồi. Tất nhiên cuộc chơi thì anh em phải có sự nhường kế tục cho nhau. Nhưng mà là khi nào mà nó đủ duyên, đủ độ chín mùi thì anh em có thể là hợp thì đấy thì cũng rất mong thông qua ống kính này thì tuần trước thì chúng tôi đã ghi nhận là cũng có rất nhiều anh em đã về tận vườn đúng không? Dạ. Cũng đã có những cái kết nối rồi, nhưng mà mình nói là nhiều cây thì cũng nhiều thật, nhưng mà cây quý thì phải nói là mình cũng có tầm vài chục cây. Nhưng mà đến với không gian em Tịnh thì hôm nay em mang đi 4 cây, thì cây thứ 4 là cây nào nhỉ? À thôi thì ta cũng lên để chiêm ngưỡng lại nhé. Mọi người cũng xem kỹ bộ ba này một chút để có cái nhìn ok hơn. Đấy, ngược sáng nhưng mà chúng ta cũng cố gắng chia sẻ nhé. Cây bây giờ là chiêm hữu chứ không phải là ấy nữa, hỏi anh phải xem cả cái tỉnh Đắk Lắk nhà anh có cái bộ nào mà nó như thế này. Dạ. Anh Tuấn có một bộ, nhưng bộ anh Tuấn thì đứng với bộ này thì không nói chuyện được. Dạ. Em mang cái chụp này anh cho bạn. À vậy cái chụp này à? Đấy, buổi sáng nay thì chúng tôi cũng đang chém gió ở cái cây chụp này, có bác Thắng đấy, người nghệ nhân của Nam Định. Chúng tôi cũng đã review sao cây đẹp như này lại đứng ở một mình nó độc lập như này. Cái đây là tiếp tục là em Tịnh em cũng mang đến một cái tác phẩm như này để cho mọi người chiêm ngưỡng. Cái trực niên chi này thì buổi đời thì nó cũng minh mang rồi đấy, bể bãi thì tràn rồi. Sắp tới thì Tịnh có ý định bỏ đá vào cái này không? Kè đá hay là để nguyên vậy? Em cổ đúng không? Đặt vấn đề với lại anh Dũng Cuka khả năng em nào. Anh Dũng có nhận lời. Ok, thế tuyệt vời rồi. Cho lên đá tí thì nhìn nó khác biệt hơn anh ạ. Đúng rồi. Dạ. Cây nó cao lên và nó cũng đầm đúng không? Dạ. Đấy. Thường cây cổ thì người ta cũng chọn cho một cái hướng nó đầm lên một chút. Đó là cái bệ nó gom lên. Thì em Tịnh cũng đã có ý đặt điều kiện với nghệ nhân Dũng Coca rồi. Sắp tới cũng đã thổi hồn vào đây để cho một cái cây trực liên chi mà nó có tuổi đời già cái này, hay là tay cành thì mình không chê nữa rồi, chia đúng không? Phân các cái chi chia đúng rồi. Gần như không đè, không bị đè đúng không? Mà có độ bay bổng, hụt hẫng để những đều. Okay. Cái tỷ lệ. Hoặc là tỷ lệ vàng. Cá nhân em mà nếu mà gặp thì em hướng cho cây này thì khoảng bao nhiêu tiền thì em giao lưu đây. Em chỉ tham khảo cái giá thôi nè. Cái anh... này thì nó phải đủ cái hữu duyên anh chúng ạ. Ok. Vâng, anh em mà có thiện chí thì cứ alo rồi. Anh em hữu duyên thì mời đến vườn uống trà. Có thể là đắt chứ không bán mà lại rẻ hơn. Dạ đúng rồi. Dạ. Nhiều khi hữu duyên mà tùy duyên mà có duyên mới cướp được cây này. Đúng rồi. Đấy mọi người ạ, nên là chơi cây nó là rất là thú vị. Có khi một vài chán rượu là mất cây như trong bonsai này. Đấy, với bạn Nam Lê đấy. Đấy vài cây vài ấy hình sáng nha bà con nha. Ok. Rồi, cảm ơn em hôm nay cũng đã cùng đồng hành với Trung Môn Sai và chia sẻ lên cho mọi người biết đến tác phẩm của mình. Cũng rất mong là trong cái kỳ triển lãm lần này thì những tác phẩm này cũng được anh em ban tổ chức đánh giá cao, cũng như là cộng đồng trong ngoài nước cảm nhận được. Có thể là đầu tư cho mình sau này thôi. Những cây này sau này thì đầu tư chính đáng đúng không? Cây này mà có bộ đôi long khủng khủng nó nắp vào đây nữa thì xong rồi đấy. Rồi, xin chào anh em thế nhỉ? Hẹn gặp lại nhá. Chào tất cả bà con nhá. Ok, để đi đồng hành với các bà một chút. Ok anh. Ok. Rồi, bác.
Ngũ đại tướng quân của anh Đinh Văn Tuấn nhá. Tiếp tục đi vào bên trong để chiêm ngưỡng nhé. Rất nhiều siêu phẩm đã đang được anh em trưng bày tại đây.